but she's looking at Hello, xin chào các bạn. Mình là Đăng. Hiện tại mình đang là sinh viên năm tư khoa kiến trúc của trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay mình sẽ có những cái tips nho nhỏ để cho tất cả các bạn có thể thi vẽ được tốt hơn nha. Đầu tiên là đối với bài thi tĩnh vật thì chúng ta nên chọn những cái mẫu nào á mà nó gần gũi với bản thân chúng ta thôi. Ví dụ như là trái táo nè, hoặc là trái chuối, hoặc là cái muỗng nè, chai bình chữ nhiệt nè, đây cái chai nước nè. Trong đề cho là 3 mẫu đúng không các bạn, thì chúng ta có thể xếp hết cho nó đẹp cái bố cục, thì chúng ta có thể là hỏi thầy cô đã dạy vẽ cho chúng ta để chúng ta có thể là xếp được cái mẫu cho nó đẹp, hoặc là chúng ta nên lấy lại cái bài cũ luôn, xem trong quá trình mà chúng ta học vẽ đó chúng ta có những cái bài cũ nào có 3 mẫu hay không, có thể là chúng ta vẽ lại, hoặc là chúng ta lấy cái bài đó nộp luôn cũng được nếu mà cái giấy nó còn mới nha các bạn. Nếu mà chúng ta lấy giấy cũ quá đem đi nộp thì giám khảo chấm thi sẽ biết được là cái bài đó đã vẽ lâu rồi, thì đánh giá như thế nào thì mình không biết. Phải khôn khéo một chút xíu là chúng ta phải coi được là cái bài đó như thế nào, rồi chúng ta chỉnh sửa thêm, hoặc là chúng ta có thể vẽ lại một cái bài mới trên một tờ giấy mới trên một cái bài cũ. Còn đối với những cái bạn mà chưa học vẽ bao giờ thì chúng ta có sách luôn, đây là những cuốn sách chúng ta có thể tham khảo những cái bố cục ở trong đây, xem coi là họ xếp bố cục như thế nào cho đẹp nha các bạn nha. Còn đối với những bạn mà chưa học vẽ bao giờ mà các bạn muốn vẽ đồ tượng luôn thì ok luôn, có sách cho các bạn luôn, đây phương pháp vẽ đồ tượng, các bạn có thể tìm mua trên mạng, hoặc là chúng ta có thể search app Pinterest để mà chúng ta có thể coi những cái bài mẫu cho nó, người ta vẽ như thế nào chúng ta vẽ lại theo như vậy. Nhưng mà mình vẫn khuyên là các bạn vẽ tĩnh vật đi, chứ mới biết vẽ thì chúng ta không nên vẽ tượng làm gì. Còn về bài trang trí màu thì mình phải không biết chia sẻ như thế nào luôn, tại bài trang trí màu chúng ta phải có cái sự học trong đó rồi chúng ta mới làm nó tốt được. Nhưng mà có ai thắc mắc kiến trúc Văn Lang học gì mà rảnh rang cà phê vừa chiêu vừa chạy deadline thâu đêm không? Chạy deadline sắp mặt. A few moments later.